Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chris Channel. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc camera EE với cái hệ điều hành iOS của một con iPhone hoặc là một con iPad. Thì trước tiên thì các bạn cần phải tải cái ứng dụng về. Để tải ứng dụng về thì các bạn cần phải vào App Store. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng với tên gọi là Y dài Y ngắn này, Smart. Đây các bạn nhìn rõ nhé, Smart Dash Camera. Thì sau khi mà tìm kiếm như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái ứng dụng Y Smart Dash Camera. Và chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cái ứng dụng này. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi nên nó sẽ có cái chữ Open. Còn nếu như mà chưa cài đặt thì nó sẽ mời các bạn install hoặc là cài đặt là tiếng Việt. Ok, sau khi mà mình đã cài đặt ứng dụng xong thì ở trên chiếc cam EE thì các bạn cần phải bật Wi-Fi lên. Thì chúng ta sẽ vào đây, vào menu. Và các bạn lưu ý nhé, ở cái chỗ Wi-Fi này này thì chúng ta phải bật lên. Thì hiện tại mình đang để bật. Nếu như ở trạng thái tắt thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây là cái trạng thái tắt, nghĩa là cái sóng Wi-Fi bị gạch một cái như thế này. Thì mình chỉ cần ấn vào đây thôi thì nó sẽ bật lại. Vâng, sau khi bật xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo. Ở trên iPhone thì các bạn sẽ tìm đến cái phần mềm mà mình vừa cài đặt nhé. Đây các bạn nhìn rõ này, kể cả cái logo này các bạn cũng nhìn rất là kỹ cái logo nhé, eDashcam. Mình sẽ mở cái ứng dụng này ra. Đây là một cái giao diện phía bên ngoài của app. Thì để kết nối với chiếc cam EE thì các bạn phải vào cái menu bên trái này trên cùng. Thì mình sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn, login hay là những cái khác thì các bạn đừng quan tâm. Chỉ quan tâm duy nhất đến cái chữ My Device nhé. Chọn My Device. Rồi, thì sau khi mà chọn My Device xong thì các bạn sẽ Add Device để add thêm cái chiếc camera của mình. Thì ở trong này nó sẽ có mấy cái dòng camera. Thì nếu như mà chúng ta kết nối cái EE Smart Dashcam thì sẽ chọn ở cái mục trên bên trái này. Còn nếu như mà Mirror Dashcam thì chọn ở phía dưới này. Thì loại nào cũng được, kể cả cái compact là cái loại mà 1080p 30 hình trên giây ấy, thì các bạn sẽ chọn cái EE compact này. Đó, thì bây giờ mình kết nối là cái chiếc cam EE Smart Dashcam. Mình sẽ chọn cái bên trái. Và ở đây thì nó chỉ hỏi là mình có đảm bảo là cắm điện chưa. Thì mình chắc chắn là cắm điện rồi. Tiếp đến thì nó bảo mình là nhớ là bật Wi-Fi. Thì ngay từ đoạn đầu thì mình đã nhắc các bạn rồi, phải bật Wi-Fi lên. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Đến cái bước này thì các bạn sẽ chọn cái Wi-Fi kết nối. Vâng, thì chúng ta sẽ chọn Wi-Fi. Ở đây thì mình sẽ nhìn ngay đến cái chữ EEKCAM nhá. Thì mình sẽ chọn. Và mật khẩu mặc định của những cái cam Xiaomi EE thì nó đều là 123456789090. Rồi, sau khi mà nhập xong thì chọn kết nối. Kết nối xong thì các bạn ấn đúp cái nút Home để quay lại cái ứng dụng mà mình vừa thực hiện ở cái eDashcam nhé. Mình chỉ cần quay lại thôi thì nó sẽ thực hiện kết nối cam ngay lập tức. Đó, thì nó đã báo là kết nối thành công rồi. Các bạn nhìn thấy không? Thì chúng ta sẽ có ngay cái chất lượng cam ghi hình ở đây. Thì mình có thể nhìn trực tiếp luôn hình ảnh ở cái thời điểm mà đang quay nhé. Vâng, mọi cái thao tác kết nối vừa rồi chỉ là lần đầu tiên các bạn kết nối với cam thì phải thao tác phức tạp thế thôi. Còn các lần sau thì rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ mình sẽ đóng ứng dụng lại nhé. Và mình sẽ mở ứng dụng ra này. Thì đây là với các cái lần tiếp theo thì các bạn rất là đơn giản. Chú ý cái biểu tượng máy ảnh ở phía góc dưới bên phải. Đây, chạm vào. Đó. Thì khi mà chạm vào thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ Connect. Các bạn chỉ cần chạm vào chữ Connect thôi và nó sẽ tự động kết nối với chiếc cam của mình. Ở một số những cái trường hợp khác, nghĩa là các bạn có nhiều những cái chiếc cam này thì mỗi một chiếc cam ấy nó sẽ có một cái mã ID khác nhau. Và khi mà thực hiện kết nối ấy, thì các bạn sẽ phải vào đây và My Device. Đó, thì mình sẽ có một cái list những cái cam ở đây. Đấy là đối với những trường hợp là các bạn có nhiều cam nhé. Còn nếu như mà chỉ có một cam thôi thì như cái thao tác vừa rồi mình đã thực hiện cho các bạn ấy, chỉ cần ấn vào là xong. Còn nếu như các bạn mà muốn chụp hình lại thì các bạn chỉ cần ấn cái nút chụp hình ở đây thôi. Đó, nó sẽ hỏi là muốn truy cập vào máy ảnh không thì các bạn phải cho phép nhé. Đó, thì như vậy thì mình đã chụp được cái hình rồi. Và nếu như mà các bạn muốn thiết lập các cái tính năng của chiếc cam thì sẽ chọn sang setting ở bên này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái phần cài đặt. Thì đầu tiên thì các bạn cần quan tâm đấy là cái độ phân giải. Với một số dòng cam thì hỗ trợ 2K hay là một số dòng cam thì hỗ trợ 1080 thôi. Thì các bạn xem ở đây nhé. Ví dụ như là chiếc cam mình đang thử nghiệm này thì nó hỗ trợ 2K thì các bạn có thể chuyển sang cái chế độ 2K ở đây là đây. Đó.
Rồi đấy là cái thông tin quan trọng đầu tiên mà mình phải chú ý. Cái thông tin thứ hai đấy là cái audio. Thì thông thường thì có một số bạn thì thích tắt nhưng mà cũng có một số bạn thì lại thích bật. Nếu như mà chúng ta bật lên thì những cái âm thanh như là xin nhan hay là còi thì sẽ lưu được lại. Nhưng mà ở một số trường hợp đặc biệt thì các bạn không muốn thu lại những cái âm thanh mà mình nói chuyện trên xe ấy, thì cũng có thể tắt đi. Hiện tại thì mình đang để ở chế độ tắt và theo lời khuyên của mình thì các bạn nên để ở chế độ bật. Tiếp đến thì cái cảm biến va chạm. Thực ra là cái này nếu như mà các bạn để ở cái chế độ trung bình hoặc là cao ấy thì nó liên tục kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp. Vì vậy mình nên chọn cái low nhá. Ở cái chế độ low này thì nó sẽ chính xác hơn. Nghĩa là chúng ta phải xảy ra va chạm xe ấy, thì nó mới kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp, nó đỡ tốn cái bộ nhớ của thẻ nhớ. Tiếp đến thì một số những cái thông tin ví dụ như timelapse hay là logo thì các bạn cứ tự nghiên cứu, thích bật kiểu gì thì bật. Thêm một cái tính năng ADAS thì cái tính năng này là tính năng kích hoạt lái xe an toàn. Thực ra ở Việt Nam mình thì cái khoảng cách di chuyển giữa các xe ấy, nó không đảm bảo. Nếu như mà các bạn bật lên ấy, thì nó sẽ liên tục nhắc các bạn và nói chung là cái cảm giác sẽ hơi bị khó chịu trong cái việc mà cảnh báo này. Và theo mình thì các bạn nên tắt đi. Còn nếu như mà bật lên thì tùy các bạn thôi. Mình thích sử dụng kiểu gì thì đấy là quyền của mình. Chúng ta sẽ có cái phần Wi-Fi setting, nghĩa là để thiết lập lại cái mật khẩu mặc định. Ví dụ như là lúc mà mới bắt đầu vào ấy thì chúng ta sẽ có tên sóng như thế này và cái mật khẩu mặc định là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Và bây giờ mình muốn đổi sang cái mật khẩu khác thì các bạn cũng có thể thay đổi ở đây. Ở phía dưới thì nó chỉ có thêm một số những cái chế độ thôi. Ví dụ như là chế độ màn hình nghỉ thì hiển thị đồng hồ thì mình có thể bật tắt này. Rồi âm thanh khi mà bật tắt thì có âm thanh hay không này. Rồi nút bấm có tiếng hay không này. Rồi phía dưới này là format thẻ nhớ này. Thì với một số những cái thẻ nhớ mà sai định dạng hay là mất định dạng vân vân ấy thì các bạn có thể thực hiện thẻ nhớ ở đây. Hoặc là dưới cùng chúng ta sẽ có cái reset default setting, nghĩa là mình sẽ reset toàn bộ lại về cái thiết lập mặc định ban đầu. Đó, đấy là toàn bộ về cái phần thiết lập cam ở trên phần mềm. Thì ở giữa này các bạn sẽ thấy có một cái chữ album. Vâng, cái album này chính là nó hiển thị tất cả những cái video mà chúng ta ghi được trong quá trình ghi hình. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhé. Và mình thích video nào thì mình có thể xem hoặc là mình tải về. Đây, ví dụ các bạn chạm vào một cái video bất kỳ thì chúng ta sẽ có thể xem được cũng như là tải về. Bây giờ các bạn chạm vào thì chúng ta sẽ thấy cái thùng rác, nghĩa là xóa cái video này đi. Cái mũi tên xuống là tải cái video này xuống máy tính của chúng ta hoặc là xuống điện thoại của chúng ta. Cái mũi tên này nó thể hiện là chúng ta có thể tải cái video này về điện thoại. Và ngoài cùng thì là cái thông tin về cái video thôi. Đó. Ok, như vậy thì những cái tính năng cơ bản nhất ở trên cái phần mềm EE Smart Dashcam thì mình đã giới thiệu xong với các bạn rồi. Và nếu như các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.